dự án Oracle được triển khai. Em không gắn bên giỏng luôn. Phải gắn pin đi. Trị giá 50.000 đô. Hơn 50.000 đô la cho một dự án database thì rất là rẻ. So với Oracle lên đến hơn 100.000 đô. Đây là cái hệ thống fan hai chip CPU cạc RAID B440AR, cái cạc Eterno mở rộng ra để đánh được nhiều ổ cứng. Cạc này tên là HB12GIS, đây là 380 Gen 9 SAT Expander cạc. Cạc này cũng hiếm đấy. Các con còn lại được sử dụng một CPU. Bốn con với một hệ thống UBS. Ổ cứng sát tốc độ cao 15K. Máy chủ DL380G9. Xem chúng ta xem cấu hình chi tiết của cái đây nó xem như thế nào. Đây là server application. Chỉ chạy 32GB RAM và 32GB RAM với lại 6 ổ cứng 600GB, 12GB, 15.000 vòng. Còn server database thì chúng ta xem server database thì server database thì thấy là 16 x 4 là bao nhiêu? 16 x 4 là bao nhiêu? 64GB RAM, 2 CPU 2640V4 dòng của dự án. Và chỉ có 2 ổ cứng 300GB database nên là chúng ta không cần nhiều ổ cứng lắm. Ồ, chúng ta cũng thấy 9 ổ cứng luôn. Đúng với các Eterno luôn. Tất cả đều 2 nguồn và được hỗ trợ bảo hành on-site. Còn server B-Deport, cấu hình server B-Deport. Server Development, server để phát triển. Đây là UBS và các phụ kiện kèm theo. Hệ thống được công ty máy chủ mạng tư vấn triển khai và lắp đặt trong công ty sản xuất. Chỉ bằng 1/2 so với hệ thống Oracle. Chi phí rất là rẻ, 50.000 đô.